Thời gian qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng được khách hàng trình báo có khoảng 30 cuộc gọi giả mạo nhân viên ngành điện để lừa đảo, tiến hành đòi nợ người dân với nhiều chiêu trò. Tuy chưa có trường hợp nào sập bẫy, nhưng đây chính là hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người. Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống của điện lực. Anh Phạm Văn Thạnh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ là một trong các trường hợp tại Đà Nẵng bị một đối tượng lạ mặt giả danh nhân viên ngành điện gọi điện thoại để đòi tiền điện. Nếu không thực hiện theo, sẽ bị cắt điện. Thậm chí, đối tượng lạ mặt còn tự nhận có mã số kết nối đường dây nóng của Bộ Công an để đe dọa anh Phạm Văn Thạnh. Anh Thạnh đã ghi âm lại cuộc gọi này. Không, em cứ cho anh số điện thoại dây nóng này để anh kết nối thôi. Anh tự liên hệ. Cái đường dây nóng thì bên em không có số, thì đây là chỉ là mã số kết nối của bộ công an cấp cho bên em để hỗ trợ cho người dân của mình. Để anh kiểm tra thông tin chính xác lại rồi anh mới liên hệ. Rồi cái sự việc này của anh á, nếu mà anh nói như vậy thì anh nên giải quyết trước 2 tiếng nên nhanh. Nếu không, bên phía công ty điện lực sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh và phạt anh 60 triệu đồng và sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản của anh và còn cắt luôn toàn bộ điện anh đang sử dụng đó anh. Cảnh giác trước những nội dung đáng ngờ từ cuộc gọi này, anh Phạm Văn Thạnh đã cướp máy và liên hệ ngay với điện lực địa phương để tìm hiểu sự việc. Ban đầu thì anh cũng hơi ngờ vực là chắc là mình cũng có bắt một số hợp đồng điện nào là cũng bị ăn cắp thông tin nên anh cũng tin. Sau này là cần nó ra thì anh sẽ không tin và anh ghi âm cuộc gọi trở lại và cái này anh gửi cho điện lực và anh báo cáo với điện lực. Với cùng một chiêu thức, các đối tượng cũng đã gọi điện đến cho chị Kim Anh, quận Hải Châu để thực hiện hành vi lừa đảo nhưng không thành. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng điện thoại bàn có mã vùng Đà Nẵng là 0236 để khiến người dân tin tưởng hơn. Lúc nữa là chị đang ở nhà, thằng bị điện tự nói chị, nhà chị nộp tiền điện bị trễ, chuẩn bị là chiều nay là điện là cấp điện nhà chị. Bởi chị nói, ủa, chị trễ nhưng mà chị mới chuyển khoản qua nửa tiếng hôm mà. Thằng nói, để em xem lại, thử nói, chị đóng rồi. Nhưng mà chị còn mất nợ một cái tiền điện ở trong thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thằng nói, rồi là ai mạo danh tên của chị, đựng một tên chị đựng tiền điện thành phố Hồ Chí Minh nữa. Chị có một nhà trong nợ, nó không, chị hoàn toàn chị không có cái nhà. Thằng nói, rồi thì chị xử lý rằng cho con là nếu trong ngày này chị không xử lý lòng phạt chị 60 triệu, hàng tư qua tiền hàng. Trường hợp của anh Phạm Văn Thạnh hay chị Kim Anh cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Sau khi tiếp nhận các phản ánh từ người dân, các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh đó là các cuộc gọi mạo danh, đồng thời khẳng định ngành điện không thực hiện các cuộc gọi có tính chất đe dọa như vậy. Tất cả những công việc của điện lực chỉ là gọi điện thoại cho khách hàng, nhắc nợ khách hàng và không có một động thái nào mà đe dọa khách hàng và khuyến nghị khách hàng nên đến thanh toán tiền điện ở những điểm thu, quầy thu của điện lực và thanh toán tiền điện qua ngân hàng những kênh chính thống. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, ngăn chặn các cuộc gọi mạo danh làm ảnh hưởng đến hình ảnh ngành điện, vừa qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng đã đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng, người dân cảnh giác, khuyến cáo người dân tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống của điện lực như SMS, email, website, tổng đài 1900 1909 và không thanh toán tiền điện cho người lạ hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh thông tin.